Tôm càng xanh. Cô đi đứng cái kiểu gì thế hả? Không nhìn đường sao? Xin lỗi anh, tại tôi không để ý. Lưng đã còng, mắt lại còn toét nữa. Đúng là đã xấu còn vô duyên. Lưng còng ư? Đã xấu lại còn vô duyên ư? Trông mình xấu xí thế sao? Đúng là chẳng giống ai cả. Sao lưng mình lại cong thế này? Trông chẳng khác nào bà còng cả. Thế mà trước giờ mình chưa từng nhận ra. Chị Tam Càng, sao lại ngồi khóc đây thế này? Các bạn ơi, trông tôi xấu xí lắm phải không? Sao chị lại nói thế? Tôi thấy chị cũng xinh đẹp mà. Cậu đừng có an ủi tôi. Tôi biết tôi xấu mà. Đừng nói vậy. Chỉ có đôi mắt to tròn trông rất đáng yêu. Cả đại dương này có ai được như thế đâu. Thật thế sao? Đương nhiên, tôi có bao giờ nói dối chị đâu. Nhưng tôi lại có chiếc lưng cong như bà còng. Lưng cong thì đã làm sao chứ? Trước giờ chị vẫn sống vui vẻ cùng nó có sao đâu. Trước giờ tôi không có để ý. Hôm nay gặp anh cua, anh ấy chê tôi xấu xí. Lưng cong không giống ai. Úi dào, tưởng chuyện gì? Ai nói mặc kệ người ta? Mình cứ thấy mình đẹp là được rồi. Nhưng tôi cũng thấy mình xấu thật. Có ai công mà vẫn đẹp đâu. Tôi không muốn sống nữa. Phải rồi, chị đi với tôi. Đi đâu cơ? Cứ đi rồi biết. Ôi, trời đang mưa mà. Cậu kéo tôi lên đây làm gì? Chỉ là mua bóng bay thôi. Một lát là tạnh ngay ấy mà. Tôi muốn cho chị xem cái này. Xem gì cơ? Ôi, cầu vồng đẹp quá. Chị không thấy cầu vồng đẹp sao? Lẽ nào cậu lại không thấy? Thế theo chị thì cầu vồng cong hay thẳng? Tất nhiên là cong rồi. Làm gì có cầu vồng nào thẳng chứ. Đấy, chính chị cũng biết là cầu vồng cong. Nó cong nhưng vẫn đẹp đấy thôi. Cong đâu phải là xấu. Cong có vẻ đẹp riêng của cong mà. Thế nên đừng buồn vì lỡ như có ai đó bảo chị cong nhé. Mỗi người sinh ra có hình dáng riêng của mình. Vẻ ngoài không quan trọng. Quan trọng là vẻ đẹp bên trong tâm hồn thôi. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cá vàng nhé. Ông Năm. Đúng là rõ chán. Giá cả dạo này lại lên rồi chị ạ. Đúng đấy chị ạ. Lúc trước em chẳng ngại gì mua bánh, mua khoai để ăn bữa chiều. Mà giờ em thấy ngại quá à, chẳng dám mua nữa. Giá cả mà cứ đội lên thế này, chắc mấy hôm nữa tôi với chị mua mỗi mì tôm về ăn thôi. Đúng đấy chị ạ. Trời, mấy người này đã suốt ngày than phiền chuyện này chuyện nọ. Không có chuyện gì là họ không dòm ngó, bới ra để nói cả. Lại còn chi tiêu tằn tiện nữa chứ. Có bữa ăn mà cũng không làm cho nó chỉnh chu. Dạo này người dân quanh đây toàn cho những người dân lao động nghèo làm công đến ở trọ. Suốt ngày thấy họ nói toàn mấy chuyện không đâu. Mình chỉ cần khuây khỏa với cây nhà lá vườn như thế này cho thoải mái là được rồi. Hơi đâu mà để ý những chuyện linh tinh. Tháng này mãi mà ông chủ chưa phát lương, thế thì làm sao đây? Tôi thì đang cần tiền để mua cái quạt điện mới. Nè cậu nhìn xem, nhà ông Năm có vẻ khấm khá nhất khu này đấy. Nhìn dàn thiên lý của nhà ông ấy mà xem, đúng là kính cổng cao tường. Chà chà, đúng là dàn hoa sum suê thật. Dùng mà nấu canh sườn thì ngon phải biết, cậu nhỉ? Tự dưng nhắc lại thấy thèm. Ừ, đúng đấy. Thôi mau đi nhanh thôi. Biết đâu hôm nay, ông chủ có thể trả công cho chúng ta.
Nếu được thế thì hay quá. Đúng là mấy người lắm chuyện. Bác Nông ơi! Cô Hoa, có việc gì thế? Bác ơi, con cháu hơi cảm, mà cháu có việc gấp phải đến công ty làm nốt một số việc. Trong xóm lại chẳng còn ai cả. Bác có thể trông con bé giúp cháu một lát được không ạ? Cháu sẽ làm nhanh rồi về thôi ạ. Thật là mấy người này không chỉ lắm chuyện mà còn gây phiền phức cho người khác nữa. Con bé bị ho có một tí mà. Cô Hoa này, không phải tôi không muốn giúp cô đâu, nhưng tôi không biết trông trẻ con đâu. Với lại con ốm thì không ai chăm con hơn mẹ đâu. Hay cô cứ mang nó đến chỗ làm, để nó ngồi một chỗ trong khi cô làm việc là được. Dạ vâng. Thật là mình ở trong nhà mà cũng không được yên thân. May mà mình không nhận lời với cô Hoa, không thì lại mất công giờ phải ở nhà trông đứa bé rồi. Đi chợ sớm thế này, nhìn thức ăn tươi ngon quá. Ôi trời đất, bác có sao không? Bác ở trong ngõ kia phải không ạ? Tại sao chợ có đông người đi qua lại mà cậu lại phóng nhanh như thế, làm ngã cả ông kia? Đây là ông lão hàng xóm gần nhà tôi, cậu phải xem thế nào chứ, không thì tôi không để yên cho cậu đâu. Đúng thế. Cháu xin lỗi. Cháu xin lỗi bác. Bác có sao không ạ? May tôi chỉ bị ngã nhẹ thôi. Cháu thấy bác bị say xước rồi đây này. Cháu xin lỗi bác, là tại cháu. Bác để cháu đưa đến trạm xá nhé. Cậu nói thế mới đúng. Mau đưa bác ấy đi sơ cứu đi. Người già sức khỏe không như cậu đâu, nhiễm trùng dễ sưng hoặc sốt lắm. Vâng. Cảm ơn cô nha. Có gì đâu bác, chúng ta chỉ giúp đỡ nhau những lúc khó khăn thôi mà. Nhà tôi đây rồi, cảm ơn cậu nha. Ấy, cháu ngại quá à. Tại cháu mà bác mới bị thương mà. Cũng một phần tại tôi đi đứng không cẩn thận mà. Thôi bác không sao là tốt rồi. Mà mấy bác bán hàng ở chợ ấy tuy ngày thường hay lắm điều và ồn ào, phiền phức, nhưng mà các bác ấy đều là những người tốt, sống rất tình nghĩa bác nhỉ? Đúng thế. Hàng ngày đi qua nhà mình toàn nói chuyện lung tung, mình khó chịu nên đâm ra ghét họ. Nhưng họ quả là những người tốt bụng, mình ích kỷ quá. Thôi cháu về đây, chào bác nhé. Cậu về nhé. Cô Hoa nè, cháu bé thế nào rồi? Tôi chỉ sợ không trông được cháu, nó khóc thì khổ. Dạ cảm ơn bác đã hỏi thăm. Con cháu đỡ nhiều rồi ạ. Mà cháu vừa nghe nói bác bị xe máy làm ngã phải không ạ? Bác có sao không? Cảm ơn cô, tôi không sao. Nè cô Hoa, nhà tôi có vàng thiên lý đang rổ bông nhiều lắm. Để tôi hái lấy một ít, cô mang về nấu canh cho cháu bé nha. Cái món này ăn mát và bổ lắm. Ôi thật ạ, cháu cảm ơn bác. Người hàng xóm. Bác phải phẫu thuật ngay, nếu không cháu e là bác sẽ không nhìn được nữa. Nếu phẫu thuật ngay thì cần đến mấy chục triệu, làm sao mà xoay sở kịp đây. Hay là vậy. Chị uống nước đi. Vâng, tôi xin. Cảm ơn cô. Cô Quỳnh này, tôi ngại quá, nhưng có chuyện này tôi vẫn phải hỏi cô. Vâng, chị nói đi ạ. Cô biết đấy, tôi bị tiểu đường, bác sĩ bảo biến chứng lên mắt và nói tôi phải mổ ngay. Nếu không phẫu thuật ngay, tôi sẽ bị mù. Mà cô biết đấy, tôi có một thân một mình. Có họ hàng xa thì họ đều khó khăn cả. Tôi cũng không biết nhờ ai, chỉ có cô là hàng xóm.
cô giúp tôi, cho tôi mượn 30 triệu. Khi nào có, tôi gửi lại cô sau. Kể ra chị ấy cũng đáng thương, nhưng số tiền ấy không hề nhỏ. Chị ấy có một mình làm nông nghiệp, bao lâu mới trả nợ được chứ? Mà lúc không trả được thì biết làm thế nào? Em cũng hiểu hoàn cảnh của chị. Nhưng chị à, dạo này em cũng bí lắm. Chồng em đi làm xa, mấy tháng rồi không về, mà cũng không gửi tiền. Ở nhà em lại phải lo cho thằng Tuấn ăn học. Em không có đâu chị ạ. Vậy à? Vâng, mong chị thông cảm. Không sao cô ạ. Thôi tôi xin phép, hôm nay người ta hẹn tôi vào viện làm thủ tục, tôi phải chạy vào báo với người ta một câu vậy. Dạ vâng, chào chị. Alo, dạ vâng, tôi Quỳnh đây ạ. Sao cơ ạ? Tai nạn. Vâng, tôi đến ngay. Bác sĩ, thằng Tuấn nhà tôi, sao rồi bác sĩ? Chị là người nhà bệnh nhân Tuấn. Dạ vâng, tôi mẹ cháu Tuấn đây ạ. Tuấn có nhóm máu hiếm, bệnh viện thì đang hết nhóm máu O. Tôi đã huy động hết nhân viên trong viện, nếu không có máu truyền sớm tôi e là không kịp. Bác sĩ lấy máu của tôi đi. Bác sĩ, bao nhiêu cũng được, miễn là nó được sống. Một mình chị thì không đủ, phải tìm thêm người. Tình thế đang rất nguy cấp, chị mau liên hệ anh em, họ hàng đến xem có ai cùng nhóm máu với cháu không. Nhà tôi một mình đến đây lập nghiệp, chồng thì bỏ đi mấy tháng rồi, họ hàng thì ở xa. Bác sĩ. Vậy thì... Trời ơi, con tôi. Bác sĩ, vừa có một người cùng nhóm máu đồng ý cho máu bệnh nhân Tuấn. Chị có nhóm máu O đúng không? Vâng, tôi nhóm máu O đây ạ. Chị Liên, là chị ư? Chào cô, tôi vừa đến viện để xin hoãn ca mổ mắt thì biết chuyện cháu Tuấn. May là tôi cùng nhóm máu ô cô ạ. Chị ơi, em cảm ơn chị. Thế thì ổn, đủ máu cho Tuấn rồi. Chị ơi, em thật không phải với chị. Kìa, sao cô lại nói thế? Lúc chị cần em giúp đỡ, em đã quá ích kỷ không giúp đỡ chị. Em thấy rất xấu hổ. Không sao mà em, chị hiểu em cũng có cái khó của mình. Không, là em không tốt. Em có tiền nhưng không muốn cho chị vay. Lát nữa đợi tình hình cháu Tuấn ổn định, em sẽ cùng chị sang làm thủ tục cho ca phẫu thuật mắt của chị. Chị không phải lo lắng gì nữa đâu. Cảm ơn cô. Thử thách trong tình yêu. Em thử đặt mình vào địa vị của anh xem. Anh nói như thế, em không quan tâm gì tới anh vậy? Sao em không chịu hiểu anh một chút chứ? Anh tưởng em sung sướng lắm sao? Anh muốn là ta ngồi cùng nhau giải quyết từ từ mọi chuyện. Em không muốn, em chán lắm rồi. Em không muốn nghe gì nữa. Mẹ ơi, hôm nay con nấu món mẹ thích này. Cảm ơn con. Lộc nó đi làm về tới đâu rồi hả con? Con gọi cho nó chưa? Con chưa ạ. Chắc là sắp rồi. Mẹ, con về rồi ạ. Ừ, vào ăn cơm đi con. Hôm nay nhiều món ngon lắm đó. Ăn cơm đi các con. Dạ, con mời mẹ. Mẹ ăn cơm ạ. Xem ra chúng chiến tranh lạnh rồi. Mai cuối tuần hai đứa sắp xếp thời gian đi Mai Châu một chuyến đi. Mùa này hoa bắt đầu nở rồi đấy, đẹp lắm. Để khi khác mẹ ạ. À, tuần này con phải chạy tiến độ công việc nên không được nghỉ. Con cũng có hẹn gặp mấy thằng bạn rồi mẹ ạ. À, ừ, vậy thôi, để khi khác cũng được. Mẹ à, con ra ngoài chạy bộ một lát. Ừ,
Con đi đi. Con ra ngoài chạy bộ vài vòng cùng vợ, hít thở không khí trong lành đi Lộc. Con mệt lắm, không đi đâu. Một tuần sau. Ôi! Mẹ, mọi hôm mẹ toàn bày lọ hoa trên bàn ăn mà. Sao hôm nay lại đặt trên cửa sổ chứ? Lại đúng hôm trời mưa to gió lớn, suýt chút nữa thì nó đổ vỡ tan rồi. Mẹ cố tình để nó ở đó đó. Mẹ, sao lại thế ạ? Mẹ, sao cái bình quý như vậy, mẹ lại để ra cửa sổ? Gió lớn là đổ vỡ mất chứ. Phải, nhưng mẹ thấy có những thứ còn quý hơn mà các con vẫn để ra trước gió lớn đấy thôi. Mẹ, mẹ nói gì thế? Bọn con không hiểu. Tình yêu, hôn nhân cũng giống như chiếc bình này, rất dễ rơi vỡ. Một khi đã vỡ thì khó có thể hàn gắn lại như cũ. Nếu các con chỉ vì lòng tự ái bản thân mà đem đặt tình yêu của mình trước gió lớn thì mẹ e sớm muộn gì nó cũng sẽ rơi vỡ tan thôi. Mẹ biết hai đứa đã là người lớn, biết cách suy nghĩ chín chắn, biết điều gì là quan trọng nhất. Mẹ, chúng con hiểu rồi. Thực ra mỗi lần chúng con giận nhau đều vì những chuyện nhỏ nhặt, vụn vặt thôi. Nhưng đứa nào cũng cố chấp, hiếu thắng cho nên... Mẹ à, chúng con sẽ không khiến mẹ phải phiền lòng nữa đâu. Em nói là phải giữ lời đó nha. Cả anh nữa đó. Thôi được rồi, hai đứa ăn cơm đi. Mẹ, con mời mẹ. Miếng này phần cho vợ nè. Hạnh phúc thật sự. Tôi là một doanh nhân thành đạt. Tôi có nhiều tiền và có thể đi đến mọi nơi tôi muốn. Nhưng cảm giác hạnh phúc khi có nhiều tiền cứ giảm dần và hầu như không có nữa. May mắn là tôi tìm được một thần y. Ông ấy bán cho tôi một loại bổ dược hạnh phúc. Tôi là một ca sĩ từng rất được mến mộ, nhưng lượng khán giả ngày càng giảm. Tôi có tiền và tôi muốn cảm giác hạnh phúc khi đứng trên sân khấu. Damian. Cảm giác hạnh phúc đây rồi. Sao mình lại thấy chán ngán thế này? Không thể nào, viên thuốc đã không còn tác dụng. Giây phút hạnh phúc đây rồi. Không, không phải cảm giác này. Mình không được hạnh phúc. Chuyện gì xảy ra thế nhỉ? Ai mà biết được. Cô cũng đến tìm ông thần y à? Đúng rồi, tôi gọi điện nhưng không thấy ông ta trả lời. Có khi nào ông ta đã bỏ trốn không? Ông bà tìm ông bác sĩ à? Ông ta đâu rồi? Hả? Nhiều người tìm ông ấy lắm. Ông ấy đâu rồi? Đi rồi, ít khi ở nhà lắm. Có khi nào ông ta đã bỏ trốn không? Đúng rồi. Cô có nghĩ trường hợp này là lừa bịp không? Chúng ta đã dùng bổ dược hạnh phúc và rõ ràng là có hiệu nghiệm. Tôi nhận ra mình không thể sống thiếu nó. Tôi cũng vậy. Thám tử mà tôi thuê là một tay giỏi. Anh ta sẽ nhanh tìm ra ông thần y thôi. Alo, anh đã tìm thấy ông thần y rồi sao? Các em đợi thầy một lát. Ồ, sao hai người lại cùng lúc đến đây thế này? Chúng tôi tìm ông suốt thôi. Ồ, vậy à. Nhưng mà tôi đang bận, phiền hai người đợi tôi một lát nhé. A, B, C, D. Củ ba bo to chưa này?
Cụ bà bò được mùa quá xá luôn. Ông bà đợi tôi một lát nhé, tôi bận tí xíu. Hai người đợi tôi. Ông quá đáng lắm rồi đó. Chúng tôi lặn lội đường xa tìm ông, còn ông thì bắt chúng tôi đợi tới kiệt sức. Xin lỗi, tôi bận quá. Mời hai người uống tạm gáo sữa. Hai người tìm tôi vì những viên bổ dược có đúng không? Nó đã hết tác dụng. Đúng rồi, vì nó không phải là hạnh phúc đích thực. Tôi chỉ cho vào đấy một loại dược liệu gây hưng phấn nhất thời thôi. Hả? Ông bán nó cho chúng tôi dùng rồi, có thể nói vô trách nhiệm như vậy được sao? Lúc trước tôi đã bảo sẽ giúp hai người phương pháp để được hạnh phúc, nhưng người thì bận kinh doanh, người thì bận biểu diễn. Cả hai người muốn bỏ tiền để mua bổ dược nhanh chóng, hiệu quả. Thế rốt cuộc hạnh phúc đích thực ở đâu? Cả ngày hôm nay tôi đã cho hai người thấy hạnh phúc đích thực rồi đấy. Ở tuổi này, ông bà đều thừa biết tiền bạc và danh vọng đều không mang lại hạnh phúc thật sự. Sự hưởng thụ cũng không. Hôm nay ông bà được ăn một cái bánh ngon thì thấy thích, ngày mai ăn cảm thấy bình thường, mà đến ngày thứ ba thì chán. Hạnh phúc đích thực và bền vững là sự cho đi mà không đòi hỏi nhận lại. Ông bà thấy đấy, cả một ngày tôi dạy lũ trẻ học chữ, giúp bà con thu hoạch mùa vụ, nhưng tôi vẫn cảm thấy khỏe và vui. Đúng là như vậy thật. Thì ra là vậy. Giờ tôi phải đi làm việc tiếp đây. À, cảm ơn hai người. Lớp học của bọn trẻ sáng nay là do tôi dựng lên bằng tiền mà hai người trả cho những viên bổ dược đấy. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.